Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 2 tháng 11, với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Với những biến động địa chính trị khó lường hiện nay, một giáo sư Mỹ nhận định rằng Thế chiến thứ ba đã thực sự bắt đầu. Diễn biến trên chính trường Ukraine. Một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây đã ghi lại khoảnh khắc hỏa lực của Ukraine thổi bay trực thăng Nga tại Donetsk. Trước lời thúc giục liên tục từ Kiev, Lầu Năm Góc sẽ gửi hệ thống phòng không đến Ukraine trong tương lai rất gần. Trang Eurasian Times vừa đăng tải một bài báo nêu nhận định rằng có thể Mỹ đang gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết lính Mỹ đã hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Nhóm lính này có nhiệm vụ như thế nào? Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình thỏa thuận ngũ cốc trong bối cảnh thỏa thuận này đang trên bờ vực đổ vỡ trước thời hạn. Các thông tin nổi bật khác trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục dậy sóng. Mới đây, Bình Nhưỡng tố Mỹ làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Trong bối cảnh Washington, Seoul tổ chức tập trận quy mô lớn mang tên Cơn bão phòng thủ. Australia thể hiện mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước Đông Nam Á. Đảng Bảo thủ Anh đình chỉ vai trò nghị sĩ của cựu Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. Chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản cấp giấy chứng nhận cho các cặp đôi đồng giới. Các chuyên gia Na Uy sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng cá, giúp ngăn chặn các loài xâm lấn. SpaceX phóng tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới sau 3 năm. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng với chúng tôi đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tham gia giải vô địch đua lạc đà vô cùng thú vị. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, thế giới đang phải trải qua những biến động địa chính trị khó lường với nhiều cuộc xung đột nổ ra ở các khu vực, trong đó bao gồm cuộc chiến về quân sự, kinh tế hay tranh giành ảnh hưởng trên không gian mạng. Do đó, thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng Thế chiến thứ ba đã thực sự diễn ra trên thực tế. Và nhà kinh tế Ryan Robini, nổi tiếng của Mỹ, cũng đã đồng tình với nhận định này. Ông Ryan Robini là giáo sư kinh tế tại trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, đồng thời là chủ tịch của Robini Macro Associates LLC, một công ty tư vấn kinh tế. Ông trở nên nổi tiếng sau khi dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuần trước, giáo sư Robini đã được phỏng vấn bởi hãng truyền thông Der Spiegel của Đức. Trong đó, ông đã liệt kê một số vấn đề cấp bách nhất trên thế giới hiện nay khi nói về các mối đe dọa cho toàn cầu. Ông Robini đã đề cập đến xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nhận định Iran và Israel cũng đang trên đà va chạm và vấn đề Trung Quốc đảo Đài Loan cũng đáng lo ngại. Từ đây, giáo sư Robini khẳng định chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu. Bên cạnh đó, vị giáo sư cũng cho rằng sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến căng thẳng gia tăng. Mỹ đã cấm xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc và đang thuyết phục EU cắt đứt quan hệ thương mại với Bắc Kinh vì lý do an ninh quốc gia. Điều này cho thấy một thế giới hội nhập được chứng kiến trong vài thập kỷ qua đang tan rã. Ông Robini dự đoán thương mại, tài chính, công nghệ và Internet của toàn cầu sẽ bị tách ra thành hai phía đối lập. Nhà kinh tế chia sẻ rằng, ông không rõ các quốc gia không phải đồng minh của Mỹ có lựa chọn đứng về phía Washington trong tương lai hay không. Nhưng ông đã từng nói, Tổng thống của một nước châu Phi rằng, tại sao dùng công nghệ 5G của Trung Quốc mà không phải từ phương Tây? Vị Tổng thống này đã nói rằng, quốc gia của ông là một nước nhỏ, dù thế nào cũng sẽ bị theo dõi, nên ông quyết định dùng 5G của Trung Quốc với giá thành rẻ hơn. Giáo sư Robini bày tỏ lo ngại rằng hệ thống chính trị ở Mỹ và châu Âu đã không giải quyết được một số vấn đề của thế giới và điều này dẫn đến sự trỗi dậy của các chính phủ khác. Trở lại diễn biến trên chính trường Ukraine, mới đây một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Ukraine bắn hạ một chiếc máy bay trực thăng được cho là của Nga tại vùng Donetsk. Theo tờ The Eurasian Times, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa di động, hiện chưa rõ chủng loại, để bắn hạ chiếc Mi-8 của Nga trên vùng trời gần làng Spiral. Đoạn video cho thấy phương tiện này đang bay khá thấp, dường như để tránh tên lửa phòng không. Tuy nhiên, nó đã bị phát hiện và trúng hỏa lực,
rồi bốc cháy, rơi xuống đất. Hiện chưa rõ tình trạng của các phi công. Một số người cho rằng đây có thể là một chiếc trực thăng cũ của Belarus, nhưng ông Mayo, một chuyên gia quốc phòng, đã bác bỏ nhận định này và khẳng định đó là một chiếc Mi-8 của Nga. Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận về đoạn clip trên. Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất với chiều dài 25m, cao 5,6m và trọng lượng rỗng là hơn 7 tấn. Ngoài nhiệm vụ vận tải, loại phương tiện này có thể được dùng cho mục đích trinh sát hoặc tấn công mặt đất. Sau hàng loạt đợt tập kích của Nga trên khắp đất nước trong thời gian gần đây, Ukraine đã ráo riết liên tục gửi yêu cầu viện trợ cho các đồng minh, đặc biệt là Mỹ. Trong động thái mới đây, một quan chức Lầu Năm Góc hôm 1 tháng 11 cho biết, Washington sẽ chuyển giao hai hệ thống phòng không NASAM đầu tiên cho Ukraine trong tương lai rất gần. Thông tin được trang RT đăng tải. Phát biểu trước các phóng viên, quan chức quốc phòng Mỹ nêu rõ, nước này đã cam kết gửi đến Ukraine 8 hệ thống phòng không NASAM và các vũ khí liên quan. Hai trong này sẽ sớm được bàn giao cho Kiev. Ngoài ra, Washington cũng sẽ cung cấp các phụ tùng thay thế cho các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô mà Ukraine đang dùng, cũng như các hệ thống chống máy bay không người lái. Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM do Tập đoàn Quốc phòng Raytheon Technology của Mỹ sản xuất. Loại khí tài này có thể phóng tên lửa AIM-120 hoặc AMRAAM để bắn hạ UAV, tên lửa và máy bay ở cự ly gần. Tháng trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, tuyên bố nước này sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Trong bối cảnh Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine nhằm đáp trả vụ tấn công cầu Crimea. Chưa rõ liệu NASAM có khả năng chống máy bay không người lái hiệu quả hơn hệ thống phòng không tiên tiến IRIS-T của Đức hiện đã được trang bị cho quân đội Ukraine hay không. Trong khi đó, gần đây có một số nghi vấn cho rằng Mỹ đang gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine khi trong sự kiện UA Together, người phát ngôn của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, ông Yuri Inat tiết lộ, không quân nước này đã tuyển chọn một đội ngũ phi công biết tiếng Anh để đào tạo máy bay chiến đấu của phương Tây. Thông tin được trang Iran Times đăng tải hôm 1 tháng 11. Ông Inat cho biết, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Olechus đã chọn ra một nhóm gồm hàng chục phi công biết tiếng Anh đã sẵn sàng lên đường đi huấn luyện và nghiên cứu. Ukraine chỉ cần quyết định loại máy bay chiến đấu mà các đối tác sẵn sàng cung cấp. Iran Times cho hay, thông tin chi tiết về các loại máy bay chiến đấu không được ông Inat tiết lộ rõ, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy Kiev rất lạc quan về việc có được máy bay chiến đấu từ Mỹ hoặc phương Tây để đối phó với Nga trên chiến trường. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Jenikov chia sẻ, tôi lạc quan về việc xe tăng Abrams được cung cấp trong tương lai và tôi hy vọng các máy bay chiến đấu như F-16, F-15 hoặc Gripen của Thụy Điển cũng sẽ khả thi. Iran Times đưa tin hồi tháng 7, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt gói chi phí 100 triệu đô la Mỹ để đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định nào về việc chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại đến Ukraine do Washington lo ngại đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Không quân Ukraine thiếu các máy bay chiến đấu hiện đại để giúp họ đạt được ưu thế trên không. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được viện trợ máy bay F-16 hoặc F-15. Hai phi công máy bay chiến đấu Ukraine mang bí danh Dreuser và Moonfish được cho là đã đến Washington vào tháng 6 để kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hỗ trợ đào tạo các phi công của nước mình. Vào cuối tháng 8, truyền thông Nga đã đưa tin Lầu Năm Góc đang đào tạo các cựu phi công chiến đấu của Afghanistan để chuẩn bị phương án triển khai cuối cùng tới Ukraine. Cùng ngày, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã tiết lộ với truyền thông Mỹ thông tin đáng chú ý rằng quân đội nước này đã có mặt ở Ukraine với nhiệm vụ giám sát việc vận chuyển vũ khí của NATO. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu lính bộ binh của Mỹ đã đến Ukraine và vị trí của họ ở đâu. Chia sẻ với hãng tin AP, NBC News và các thành viên khác của nhóm báo chí Lầu Năm Góc, quan chức này cho biết quân đội bộ binh đến Ukraine lần này do một tùy viên quốc phòng Mỹ tại Kiev là chuẩn tướng Garrick Hormon chỉ huy. Quân đội Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra việc vận chuyển vũ khí của NATO đến Ukraine, nhưng không có thông tin cụ thể về địa điểm thực hiện. Một điều chắc chắn là nơi kiểm tra sẽ không được đặt gần chiến tuyến và số lượng binh sĩ đến Ukraine không nhiều. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo rằng
họ sẽ cử một số nhân sự để đến Ukraine để hỗ trợ chính quyền Kiev xử lý việc tiếp nhận viện trợ. Một nguồn tin tình báo nói với CNN hồi tháng 4 rằng những vũ khí viện trợ cho Kiev này sẽ biến mất sau khi chúng đến Ukraine. Tuy nhiên, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã phủ nhận thông tin này và cho biết chính phủ Kiev đã minh bạch và luôn hợp tác với các đoàn thanh tra. Washington đã lên tiếng thừa nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột ở Đông Âu. Ngoài ra, trong suốt gần 9 tháng giao tranh, nhiều công dân Mỹ đã tình nguyện đến Ukraine chiến đấu và đã hy sinh theo cách của riêng họ. Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO không nên tham gia vào cuộc xung đột, nếu không Điện Kremlin sẽ xem đây là cuộc chiến chống lại toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây ở Ukraine. Một thông tin đáng chú ý về thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine. Dẫn thông báo của Điện Kremlin, hãng thông tấn TASS cho biết, hôm qua 1 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận tình hình thỏa thuận ngũ cốc trong bối cảnh thỏa thuận này đang bên bờ vực đổ vỡ sau khi Moscow tuyên bố rút khỏi thỏa thuận vì cho rằng Ukraine sử dụng hành lang vận chuyển ngũ cốc để tấn công bán đảo Crimea. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã nêu ngắn gọn với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ lý do tại sao Nga ngừng tham gia vào thỏa thuận này. Chính quyền Kiev, với sự giúp đỡ của đồng minh phương Tây, đã sử dụng hành lang nhân đạo trên biển cho việc vận chuyển ngũ cốc để tấn công cơ sở hạ tầng và tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ông chủ Điện Kremlin nói. Ông Putin nhấn mạnh, Nga chỉ xem xét nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine với điều kiện đó là tiến hành và hoàn tất cuộc điều tra kỹ lưỡng các vụ tấn công nhằm vào hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, Moscow cũng cần nhận được sự đảm bảo từ Kiev trong việc tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận, đặc biệt là không sử dụng hành lang nhân đạo cho mục đích quân sự. Bên cạnh đó, ông Putin nhắc lại việc thỏa thuận ngũ cốc thứ hai không được thực hiện, đó là dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nêu rõ, Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc. Moscow và Kiev đã đạt được thỏa thuận ngũ cốc hồi tháng 7 để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cũng như nông sản, phân bón của Nga. Kể từ khi thỏa thuận được triển khai, hơn 9 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine đã được xuất khẩu. Thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 11 tới. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 10, Nga đã tuyên bố đình chỉ tham gia vào thỏa thuận sau khi hạm đội Biển Đen của nước này bị tập kích, làm hư hại một chiến hạm. Cùng ngày, Reuters đưa tin, ông Yuri Vichenko, giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz của Ukraine, mới đây đã từ chức trong bối cảnh nước này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ sau khi Nga tiến hành tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước. Tập đoàn Naftogaz đã đăng tải thông báo trên trang web chính thức rằng, ngày 1 tháng 11, nội các Ukraine đã chấp nhận đơn từ chức của giám đốc điều hành Yuri Vichenko. Trong một thông báo trên Telegram, ông Vichenko nói rằng ông sẽ đảm nhiệm vai trò này đến ngày 3 tháng 11, song không nêu thêm thông tin chi tiết. Khi được Reuters hỏi về nguyên nhân từ chức, ông Vichenko từ chối bình luận. Ông Yuri Vichenko, 46 tuổi, bắt đầu giữ chức giám đốc điều hành của Naftogaz từ tháng 4 năm 2021. Theo Reuters, ông Olesy Chernysov, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cộng đồng và phát triển lãnh thổ đã được bổ nhiệm thay thế ông Vichenko. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình hình tại bán đảo Triều Tiên tiếp tục có diễn biến leo thang sau khi Triều Tiên liên tiếp bắn thử tên lửa, đạn đạo và thực hiện các buổi huấn luyện lực lượng hạt nhân. Đến đầu tuần này, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn với tên gọi Cơn bão phòng thủ và khẳng định đợt diễn tập lần này không nhằm chuẩn bị một cuộc tấn công hạt nhân vào Triều Tiên, đồng thời cam kết thực hiện mọi biện pháp để tự vệ. Tuy nhiên, thì ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã kịch liệt lên án đợt tập trận này. Ngày 31 tháng 10, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên CKNA đã dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao nước này cho hay cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc sẽ theo hướng xâm lược để đánh vào các mục tiêu chiến lược của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bình Nhưỡng đang có nguy cơ đối đầu nghiêm trọng với các cường quốc. Quan chức này nói, không một nơi nào trên thế giới có thể tìm thấy một cuộc tập trận quân sự mang tính chất gây hấn như cơn bão phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc khi nó lớn cả về thời lượng, quy mô, nội dung và mật độ. Vị phát ngôn viên tuyên bố,
Cuộc tập trận chung diễn ra hồi đầu tuần này có quy mô lớn nhất trong lịch sử và cho thấy kịch bản Mỹ đang dùng chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Trước đó, Không quân Mỹ cho biết cuộc tập trận Cơn bão phòng thủ sẽ tiếp tục kéo dài đến thứ Sáu tuần này. Các máy bay chiến đấu của không quân hai nước sẽ thực hiện 1.600 nhiệm vụ thực hành nhằm trao dồi khả năng thời chiến. Người phát ngôn của Triều Tiên nhận định rằng cơn bão phòng thủ là nhằm mục tiêu kích động Bình Nhưỡng về mặt quân sự để đưa ra các biện pháp đối phó và chuyển giao trách nhiệm. Triều Tiên sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Và Washington có thể trả giá đắt nếu cố gắng sử dụng vũ lực chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước đây, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của quốc gia chỉ dành cho mục đích phòng thủ và chúng sẽ được sử dụng một cách tự động và nhanh chóng nếu đất nước bị đe dọa tấn công. Thưa quý vị, Australia mới đây đã thể hiện mong muốn đối với việc làm sâu sắc hơn quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Thông tin được Reuters đăng tải. Hôm qua, mùng 1 tháng 11, Ngoại trưởng Australia bà Penny Young đã có chuyến thăm chính thức Thái Lan và có cuộc thảo luận với người đồng cấp Don Pramudwinai về các vấn đề song phương, bao gồm nạn buôn người, biến đổi khí hậu và về lĩnh vực công nghệ. Trong cuộc họp báo chung cùng ngày, bà Young nhấn mạnh Australia mong được gắn bó sâu sắc hơn với Đông Nam Á. Chúng tôi cam kết ủng hộ vị thế trung gian của ASEAN và các đối thoại đa thể chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời muốn cùng các đối tác ASEAN hợp tác để cùng nhau vượt qua những thách thức trong thời kỳ biến động như hiện nay. Theo Reuters, Ngoại trưởng Australia bà Penny Young và người đồng cấp Don Pramudwinai của Thái Lan đã cùng ký vào kế hoạch hành động chung trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan-Australia giai đoạn 2022-2025, nhân dịp hai nước đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, bà Young cũng sẽ gặp Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin để ký thỏa thuận đối tác mới nhằm hỗ trợ Thái Lan đối phó với nạn buôn người. Theo kế hoạch, trong chuyến công du Đông Nam Á lần này, Ngoại trưởng Young còn đến thăm Brunei, một quốc gia vốn có quan hệ nồng ấm và lâu dài với Australia trong hợp tác quốc phòng, thương mại. Bà dự kiến sẽ gặp gỡ quốc vương Brunei cùng các quan chức cấp cao nước này để thảo luận về các lợi ích chung. Theo Reuters, đảng bảo thủ cầm quyền của Anh vừa ra quyết định đình chỉ tư cách nghị sĩ đối với cựu Bộ trưởng Y tế Matt Hancock sau khi vị này đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế I am a celebrity, get me out of here, tạm dịch là tôi là người nổi tiếng, đưa tôi ra khỏi đây. Trong thông báo hôm 1 tháng 11, ông Simon Hart, quan chức phụ trách vấn đề kỷ luật của Đảng Bảo thủ Anh nêu rõ, sau khi thảo luận với ông Matt Hancock, chúng tôi đã xem xét mọi tình huống và cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Quyết định đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Hancock sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Theo Reuters, việc cựu Bộ trưởng Y tế nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế I am celebrity, get me out of here cũng làm dấy lên một số ý kiến trái chiều tại Tây Sandford, phía đông nước Anh, khu vực mà ông Hancock đại diện trong Quốc hội. Đây không phải là lần đầu tiên ông Hancock gặp bê bối. Trước đó, ông phải từ chức Bộ trưởng Y tế sau khi bị quay lại cảnh hôn một đồng nghiệp trong thời gian nước Anh áp đặt các hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt. Theo kế hoạch ban đầu, ông Hancock sẽ cùng ca sĩ nhà pop Paul Drucker, cựu vận động viên bóng bầu dục Mike Tindall và cầu thủ Jean Scott trải qua các thử thách sinh tồn. Các thí sinh sẽ bị loại dần dựa theo số phiếu bình chọn của khán giả. BBC đưa tin chính quyền Tokyo, Nhật Bản hôm qua 1 tháng 11 đã bắt đầu cấp giấy chứng nhận quan hệ dân sự cho các cặp đôi đồng giới đang sống và làm việc tại thành phố. Một động thái được cộng đồng LGBT chờ đợi từ lâu và đánh dấu bước tiến lớn trên con đường tìm kiếm sự công nhận hôn nhân đồng giới của họ tại xứ sở mặt trời mọc. Theo BBC, những cặp đôi trên 18 tuổi sống tại Tokyo được công nhận là nhóm thiểu số về giới và tình dục, bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới. Điều này sẽ cho phép họ được đối xử như những cặp vợ chồng thông thường trong các lĩnh vực như nhà ở, y tế và phúc lợi. Chính quyền Tokyo đã mở đơn đăng ký, nhận chứng nhận từ giữa tháng 10 và các cặp đôi đồng giới có thể thực hiện thủ tục trực tuyến để bảo vệ danh tính của mình. Người đứng đầu chính quyền Tokyo, ông Yuriko Koike cho biết, tính đến thứ Sáu tuần trước, ngày 28 tháng 10, đã có 137 cặp đồng giới nộp đơn xin giấy chứng nhận. 9 tỉnh khác của Nhật Bản, bao gồm Aomori, Akita, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Mai, Osaka, Fukuoka và Saga đã lên kế hoạch áp dụng hệ thống tương tự tại địa phương.
Tiếp nối chương trình là các thông tin nổi bật ở lĩnh vực công nghệ. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn được đưa vào tự nhiên, giúp con người chủ động kiểm soát và ngăn chặn những tác động xấu đến môi trường. Ở Na Uy thì trí tuệ nhân tạo đang ứng dụng vào nghiên cứu phương pháp nhận dạng cá và ngăn chặn các loài xâm lấn. Dự án được triển khai bởi công ty công nghệ Huawei cùng Hiệp hội Đánh bắt và Câu cá Na Uy BJFF. Sử dụng trí tuệ nhân tạo thay thế cho vai trò của những thợ lặn vốn dùng giác quan và kinh nghiệm để nhận biết những vị khách không mời mà tới. Chúng tôi tin rằng công nghệ là một trợ thủ đắc lực giúp chúng ta giải quyết những bài toán về môi trường liên quan đến tính bền vững. Trường hợp này là một ví dụ tiêu biểu. Từ năm 2021, người ta đã bắt đầu tìm kiếm những giải pháp công nghệ nhằm xác định các loài cá trong một khu vực, một hệ sinh thái và phân tách ra các loài không mong muốn để đảm bảo tính cân bằng. Ở Na Uy, một trong những loài xâm lấn là cá hồi lưng gù hay còn gọi là cá hồi hồng. Chúng gây thiệt hại đáng kể cho ngành đánh bắt thủy sản, du lịch và cân bằng hệ sinh thái bản địa. Dự án nghiên cứu của Huawei chia làm 3 giai đoạn: tạo thuật toán nhận dạng các loài cá, tiếp đến triển khai camera giám sát vùng sông Chorava. Giai đoạn cuối vừa được hoàn thành vào tháng 6 năm nay với một cổng cơ học ngăn loài cá hồi lưng gù đi vào vùng nước được đánh dấu. Ứng dụng này chạy bằng AI, nhận hình ảnh từ camera, cho ra lệnh thông qua hay ngăn chặn loài xâm lấn. Cánh cổng sẽ mở trong một khoảng thời gian vừa đủ cho loài cá được chỉ định đi qua và loài cá hồi lưng gù sẽ được dẫn qua một bể khác trong dòng sông. Giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường này sẽ giúp ngư dân địa phương tiết kiệm 90% sức lao động. Nhóm nghiên cứu dự định phát triển dự án ra khắp châu Âu, góp phần giải quyết các vấn đề tương tự mà nhiều nước đang đối mặt. Thưa quý vị, mới đây, Falcon Heavy, tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới do tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk chế tạo, đã phóng vào không gian sau hơn 3 năm kể từ lần gần nhất thực hiện sứ mệnh tương tự. Thông tin được Reuters đăng tải. Dẫn thông báo của SpaceX, Reuters cho biết tên lửa Falcon Heavy được phóng từ trạm không gian Cape Canaveral ở Florida trong điều kiện sương mù dày đặc để đưa hai vệ tinh của lực lượng không gian Mỹ cùng một nhóm các vệ tinh nhỏ khác vào quỹ đạo trái đất. Falcon Heavy gồm phần lõi là tên lửa Falcon 9 và hai tên lửa đẩy cùng loại gắn hai bên, hiện là tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới. Sứ mệnh gần nhất và cũng là sứ mệnh đầu tiên của Falcon Heavy được thực hiện vào tháng 6 năm 2019. Kể từ đó, SpaceX đã có hơn 100 vụ phóng tên lửa Falcon 9. Đua lạc đà là một trong những hoạt động thể thao giải trí phổ biến ở các nước Trung Đông. Ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có hẳn một giải đua lạc đà kéo dài suốt năm. Điều khiển những con lạc đà đó là những tay nải nữ. Đội những chiếc mũ bảo vệ có màu sắc khác nhau, 8 tay nải nữ cố gắng ngồi vững trên lưng lạc đà, sẵn sàng chờ cánh cổng bật tung ra để bắt đầu lượt chạy. Đây là năm thứ 2 liên tiếp giải vô địch đua lạc đà trên sa mạc Ả Rập được tổ chức. Mùa giải kéo dài trong suốt 6 tháng với tổng cộng 5 chặng đua. Đội đua có tổng điểm cao nhất vào cuối mùa sẽ giành chức vô địch với số tiền thưởng hấp dẫn. Ngoài những màn tranh tài của những con lạc đà hay các hoạt động thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa xây dựng mối liên kết các di sản của UAE và các tay nải nữ là những người truyền đi một thông điệp mới. Họ đến từ nhiều nơi trên thế giới và chọn UAE là quê hương thứ hai của mình. Trana Patriot, mang hai quốc tịch Ba Lan và Ukraine, đang sinh sống tại UAE cho biết việc cưỡi lạc đà thử thách hơn rất nhiều so với trên lưng ngựa. Điều quan trọng là bạn phải giữ thăng bằng, giữ nhịp và giao cảm tốt với con vật. Trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa vùng vịnh, UAE khuyến khích tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến loài lạc đà, từ lễ hội thể thao cho đến các cuộc thi sắc đẹp. Và những hình ảnh về giải vô địch đua lạc đà tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.